Diễn biến sau đó sẽ như thế nào mà tôi lại bảo là thay đổi trật tự. Nhưng trước hết thì tôi kêu gọi các anh em Đông Lào hãy bật bóng đèn lên, bật lên cho nó sáng một tí rồi tôi kể tiếp ấy mà. Thì như đã biết tôi ngủ ở dưới đất, còn Phương Anh thì ngủ ở trên giường. Trước khi mà tôi tắt đèn đi ngủ, Phương Anh còn bon nớt thêm một câu: "Này nhá, cả đêm anh phải ngủ dưới đấy thôi nhá. Tối mà lèo phèo lên trên này thì anh coi chừng đấy." Nói xong thì quay sang tôi lườm mít một cái, lại còn tỏ cái vẻ mặt trông rất là nghiêm sở trọng. "Cơm lắm ạ, đơm. Tôi thì chả lạ bà lắm đấy. Cơ mà nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng mà đợt đấy thì tôi non gan lắm. Phương Anh thì nó đã nói như thế rồi, người yêu thì người yêu mình thật đấy. Nhưng thề là lúc đấy kể cả cho kẹo tôi cũng chả dám lên. Và cứ thế là tôi chìm vào trong giấc ngủ thôi, chẳng quan tâm gì xung quanh nữa. Mà đến đoạn này thì nhiều bạn sẽ nói là anh ngủ gì mà ngủ lắm thế. Thời đấy thì tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, thế nên là đặt chỗ nào cũng ngủ được, ngủ cả ngày cũng được. Nằm thiêu thiêu ngủ được một lúc thì tôi thấy Phương Anh cứ lăn đi lăn lại ở trên giường. À, chắc nàng lại là giường đây mà. Mà tôi vẫn cứ im không lên tiếng để xem nàng làm cái gì. Đến khoảng 2-30 phút sau nàng vẫn như thế, vẫn lăn đi lăn lại. Lúc này thì tôi đã cảm thấy hơi buồn cười rồi nhưng mà vẫn đi. Sau đó thì tôi thấy tội quá, tôi mới lên tiếng: "Em bị lạ giường à, hay sao mà giờ này vẫn chưa ngủ?" Lúc này thì Phương Anh kiểu hết kiên nhẫn rồi ấy, hay là rón rén đáp lại tôi thế này: